sự thật thú vị đằng sau tên gọi của cây xấu hổ. Cây xấu hổ hay còn được gọi là cây trinh nữ. Khi đụng nhẹ vào lá của cây này, nó lập tức thể hiện sự e lệ bằng cách khép tất cả các lá lại. Phải chăng chính sự rụt rè này mà người ta đặt tên cho nó là cây xấu hổ? Nhưng sự thật lại liên quan đến sức căng của lá xấu hổ đấy. Ở cuối mỗi cuống lá có một mô tế bào mỏng gọi là bọng lá, bên trong có chứa đầy nước. Khi ta tác động vào khiến lá bị chấn động, nước trong bọng lá lập tức dồn lên phía trên. Thế là phần bọng lá xẹp lại giống như quả bóng xì hơi. Chính điều đó đã làm cho lá cụp xuống và dần khép lại. Khi một lá bị tác động, nó sẽ đưa ra tín hiệu kích thích lan rộng đến các lá khác, khiến chúng cũng lần lượt khép lại theo. Nhưng chỉ ít phút sau, phần bọng lá lại được chứa đầy nước và chúng lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Khi gặp thời tiết mưa bão lớn, chúng sẽ nhanh chóng khép tất cả các lá lại và từ đó có thể bảo vệ được các lá con. Thật là ý nghĩa phải không nào? Các em đã từng làm cho cây xấu hổ cụp lá bao giờ chưa? Hãy thử quay lại video và cho thầy biết kết quả nhé! Đừng quên like và chia sẻ để theo dõi những kiến thức thú vị nhé!